Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chủ trì Thiền Viện Bồ Đề và trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ thân yêu tại thành phố Đà Nẵng. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đang hiện diện nơi đây để hộ trì cho thời pháp thoại của chúng ta, hộ trì cho khóa tu tuổi trẻ của chúng ta được những kết quả viên mãn nhất, để ngày mai này các bạn trở thành những người chủ tương lai xứng đáng của đất nước Việt Nam. Và giờ phút này là giờ phút chia sẻ pháp thoại giữa Sư Hương Nhũ và các bạn trẻ thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng ta. Các bạn thân mến, với chủ đề của ngày tu ươm mầm trí tuệ thì Sư sẽ đến với các bạn pháp thoại mang tên Trí tuệ không ai có thể cho mình được. Vậy trí tuệ từ đâu đến? Đó là chủ đề của pháp thoại chúng ta sáng hôm nay. Bởi vì trong cuộc sống này, Đức Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, là cho tất cả chúng sanh và cả chư thiên được an vui và hạnh phúc. An vui hạnh phúc đó là những con người có trí tuệ. Và thật là tuyệt vời thay khi khóa tu của chúng ta được thực hiện với chủ đề ươm mầm trí tuệ. Nếu các con có trí tuệ, các con sẽ có hạnh phúc. Các con có trí tuệ, các con sẽ biết trong cuộc đời mình cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Và chính như vậy, các con được an vui và hạnh phúc. Với cái đề tài về trí tuệ, không chỉ các con đâu, không chỉ các bạn bé xíu, các bạn thanh niên, các bạn tuổi mới lớn hay đã lớn, mà tất cả ông bà cha mẹ và cả sư đây đều phải lắng nghe những bài pháp liên quan tới đề tài trí tuệ. Các con nghe rõ chưa? Vậy mà cũng có người đang ước mơ, trời ơi, nói là mùa hè trời mát vậy chứ mà cũng nóng. Nếu mà ở nhà tôi có máy lạnh, tôi bật lên, tôi enjoy cuộc đời. Nếu mà bây giờ tôi đang ở châu Âu thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, môi trường rất là sạch. Nếu mà thế này, nếu mà thế kia. Nghĩa là con người ta đánh rơi chánh niệm, không biết mình đang là ai. Và những con người như vậy sẽ không bao giờ có an lạc và hạnh phúc. Con người muốn ươm mầm trí tuệ phải biết chính mình đang là ai và mình tu tập ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Hãy luôn là chính mình thì đó là những con người sẵn sàng ươm mầm trí tuệ trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã cho Sư một cái tinh thần rất là thư thái và sảng khoái với những tiếng vỗ tay át hết những tiếng xe cộ hay tất cả những tiếng động ồn ào chung quanh. Chỉ có sự chánh niệm của các bạn trẻ về đây trong khóa tu mùa hè mà thôi. Các bạn thân mến, hãy là chính mình sẽ tốt, tốt hơn từng ngày. Đừng ước mơ rằng giá mà tôi là con của ông nọ, giá mà tôi là con của bà kia, giá mà tôi sinh ra trong nhà giàu,
giá mà tôi sinh ra tôi xinh đẹp giống như là cô hoa khôi nọ, cô hoa hậu kia. Mình đừng bao giờ ước mơ những cái điều mà tự thân mình biết không bao giờ có thể thực hiện được. Để một con người muốn ươm mầm trí tuệ, trước hết hãy là chính mình. Sư kể cho các con nghe một câu chuyện về con chuột nhắt. Con một con vật bé xíu nhất trong đời, nhưng nó cũng phải là chính nó mà thôi. Các bạn có muốn nghe hay không? Con chuột nhắt này không biết nó nghĩ gì mà suốt ngày mặt mày nó cứ ủ rột, chứ không có dễ thương và cười tươi rạng rỡ như các bạn đang về khóa tu mùa hè lần thứ hai. Con chuột nó mặt nó cứ lèo xèo à, bởi vì là trong lòng nó luôn luôn có một cái mong muốn gì đó mà chưa thực hiện được. Cho nên các bạn trẻ chúng ta cũng vậy thôi, trong lòng lúc nào cũng muốn cái này, thích cái kia, con người đó sẽ luôn luôn đau khổ. Mình đừng có muốn mà mình không có tu tập, không làm các công đức lành, không chuyển hóa thói hư tật xấu, thì những con người đó chỉ sống trong những gì? Ước mơ xa vời, không bao giờ thực hiện được. Thì cái con chuột nhắt này cũng vậy, nó thầm trách mình sao không mạnh mẽ, nó thầm trách mình sao không xinh đẹp, nó thầm trách mình chẳng có bản lĩnh, lại là một thuộc một cái tầng lớp thấp kém ở trên hạ. Đó. Cho nên nó đâm ra buồn chán và tủi nhục. Giống như nhiều bạn trẻ đã tâm sự với sư rằng, con sinh ra một ngôi sao xấu, con chỉ muốn chết mà thôi. Những bạn trẻ nào mà nói cái từ đó là đại bất hiếu. Những người nói sinh ra đời chưa làm gì mà muốn chết là con người không có trí tuệ. Bởi vì không phải chết là hết đâu các bạn ạ. À. Chết rồi là hồn ma vất vưởng, không biết bao nhiêu là ngàn kiếp đấy thôi. Con chuột này thì nó không muốn chết, nhưng nó luôn luôn cảm thấy tủi và nhục. Thấy con mèo đi ngang qua, oai phong như thế, con chuột nhắt nghĩ bụng, nếu mình được làm mèo, mình sẽ oai phong biết chừng nào. Con chuột nào cũng phải sợ con mèo hết. Cho nên nó nhảy đến trước bàn thờ Phật Tổ, xin một ân huệ là Phật Tổ thương con, cho con hôm nay trở thành con mèo đi. Con không muốn làm con chuột nhắt nhỏ xíu, xấu xí và không có bản lĩnh gì hết. Và Phật Tổ liền cho đáp ứng yêu cầu của con chuột, phải không nào? Thế là chuột nhắt lập tức biến thành con mèo như ước nguyện. Nhưng chỉ mấy ngày sau, nó lại phát hiện ra một điều, đó là mèo rất sợ con chó. Cứ chó sủa lên là con mèo hoảng hồn. Cho nên nó nói, làm con mèo cũng chẳng oai phong gì hết, xin Phật Tổ cho con biến thành con chó. Và Phật Tổ đồng ý. Thế là chuột trở thành một con chó như là mong muốn của mình. Nhưng rồi lạ thay, khi nó làm con chó hiên ngang như thế, nó mới biết rằng con chó lại rất là sợ con chó sói. À, vì chó sói có thể ăn thịt được con chó nhà. Cho nên nó lại chạy đến van nài với Phật Tổ rằng, kính bạch ngài, con không muốn trở thành con chó mà con muốn thành con chó sói cơ. Rồi lại đổi dạng thành con chó sói. Mà cuối cùng con gì cũng sợ hết. Và cuối cùng thành một con vật to lớn nhất ở trong rừng. Đó là con voi khổng lồ, vua của rừng sâu. Chuột nhắt rất là đắc ý, ngẩng đầu, áo nào ưỡn ngực, dương dương tự đắc đi lại trong rừng sâu. Với lúc là con voi rồi, tất cả mọi con vật đều phải cúi đầu trước con voi đó. Và chuột nhắt thấy lòng mình vui mừng như mở hội. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi chuột nhắt không ngờ rằng một con voi to đùng lại sợ con gì? À, lại sợ con chuột. Bởi vì con chuột có thể nhảy vào lỗ tai con voi, quậy một hồi là con voi gầm thét lên, chỉ muốn chết thôi. Cho nên cuối cùng con voi đấy lại quỳ xuống trước Phật Tổ mà xin con trở lại thành con chuột nhắt như ngày xưa. Nghe có hay không? Như vậy, bài học mà sư gửi gắm đến các bạn trẻ của chúng ta, hãy là chính mình, đừng ước mơ linh tinh. Giá mà tôi đẹp
giá mà tôi có tiền, giá mà tôi là con ông này, giá mà tôi là con của ông kia, giá mà tôi sanh ra ở châu Âu, giá mà tôi đang ở bên trên Mỹ, bên nước Mỹ, vân vân. Ai mà cứ nói giá mà, nếu mà đó là con người đã đánh mất hiện thực. Mà Đức Phật dạy, người đừng luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết phát hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Cho nên giữ vững chánh niệm và hãy là chính mình, đó là con người có thể ươm mầm trí tuệ. Như vậy là chúng ta sẽ ngồi đây và chánh niệm. Nguyễn Văn A là Nguyễn Văn A, chứ không còn ước mơ. Có những con người đang là Nguyễn Văn A mà muốn thành Nguyễn Thị A. Có con người Lê Thị C mà muốn mình trở thành là Lê Văn A. Mình đánh mất chánh niệm mình đang là ai. Cho nên không bao giờ mình có thể là tập trung tinh thần dù chỉ một giờ đồng hồ nghe Pháp. Rất là tội nghiệp. Hội chúng của chúng ta ngồi, đây là ngoài trời, chúng ta được che chở bởi một cái bạt thôi. Đó, dù là chư thiên giúp đỡ nhưng mà nhiều bạn sư mà không nói nãy giờ quạt liên tục. Mà mình quạt là mất chánh niệm. Bây giờ mình ngồi im, giả là mình đang ở Ấn Độ thì làm sao đây? 50 độ C chạy ở chỗ nào? Cho nên Đức Phật đã từng sinh ra, lớn lên và tu hành trên đất Ấn. Rất là gian nan, rất là khó khổ. Mình ngồi có một giờ đồng hồ, ngồi không yên. Vậy làm sao mình là Phật tử, là con của Phật được? Cho nên hãy là chánh niệm, hãy là chính mình. Các bạn trẻ có đồng ý không ạ? Và bài pháp sư muốn dạy cho các con hôm nay, trí tuệ không ai có thể cho mình đâu. Mình có thể xin tiền cha, xin tiền mẹ. Mai này lớn lên rồi đã, cái chuyện xin nó cũng khó lắm nha các con. Bây giờ cha mẹ để cho chúng ta, mẹ ơi áo rách, mẹ phải cho áo mới. Ba ơi cho tiền đóng học phí, dù cho ba không có tiền cũng phải vay, phải mượn cho con có tiền lo việc học. Mẹ ơi giày con đứt giày, đứt dép rồi. Mẹ có thể mang đôi dép cũ đó, cả năm rồi có con cái không ngó đến đâu, nhưng mà mẹ phải lo mua dép cho con. Cái tiếng con mà gọi mẹ một cái đó, là cha với mẹ là phải cấp tốc mà lo lắng cho con rồi. Bởi vì là sao? Bởi vì chúng ta nghĩ cha mẹ là đấng sinh thành, và đó là những con người để chúng ta xin. Cuộc sống ngày mai ra đời rồi, khi không còn cha mẹ, khi không sống bên cạnh cha mẹ, các con sẽ biết cái chuyện đi xin khó lắm các con ạ. Cho nên bây giờ phải tu tập ươm mầm trí tuệ, để ngày mai mình lớn lên, khi không còn sống bên cha mẹ, hoặc khi cha mẹ đã khuất núi, đã mất rồi, chúng ta vẫn có thể vững vàng để sống, bảo vệ cuộc sống cho chính mình, cho gia đình mình, làm chủ quê hương, đất nước và xã hội. Cho nên tiền có thể xin, cơm có thể xin một bữa ăn khi đói, nhưng trí tuệ không bao giờ xin được đâu các con ạ. Vì vậy những bài pháp, những khóa tu là sư ươm những hạt giống trí tuệ trong lòng các con. Còn cây trí tuệ nó có lớn lên được hay không là do các con phải chuyên cần, giống như trồng cây phải tưới nước, phải bón phân, phải chăm sóc. Cái người mà không trồng cây không bao giờ biết thương cây. Thấy hoa là bức, thấy cây mà tay cầm con dao là phát, là chặt. Tại mình đâu có trồng. Con người có trồng mới biết quý. Và ai đã từng ươm mầm trí tuệ sẽ biết trí tuệ đem cho ta an lạc và hạnh phúc. Vì vậy sẽ hết sức chăm bón hạt giống trí tuệ trong trái tim, trong khối óc của mỗi một con người, đặc biệt là của các bạn trẻ Việt Nam. Ai nói rằng trí tuệ không ai có thể cho mình? Ai nói? Đây, các bạn hãy nghe câu chuyện sau đây. Một hôm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đến một vùng quê nhỏ bé. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muôn ca hót, hương thơm dịu dịu của những bông hoa lan tỏa khắp mọi miền. Đức Phật cùng với các đệ tử ngồi trên thảm cỏ của một bờ sông cùng ngắm thiên nhiên. Lúc đó có một người đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông, từ bi và trí tuệ, tại sao trên đời này chúng sinh vẫn khổ như thế? Tại sao Ngài không dùng thần thông để cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc? Mà tại sao trên đời này chúng sinh vẫn khổ đau rất nhiều? Lúc đó Đức Phật nhìn người đệ tử mỉm cười hiền từ và đáp: ta dẫu có trí tuệ, ta dẫu có tâm từ và ta có thần thông quảng đại, nhưng trên cuộc đời này có bốn điều ta vẫn không thể nào làm được đâu các con ạ. Đây là Đức Phật đang nói bốn điều Đức Phật không làm được. Các con có muốn nghe không? Các đệ tử rất là băn khoăn, tại sao lại có chuyện có những điều Phật không làm được? Con đi theo Đức Phật, con nghĩ trên đời này cái chuyện gì Phật cũng làm được hết. Tại sao Phật nói trên cuộc đời này, trên thế gian này có bốn điều Đức Phật không thể làm được? Đức Phật trầm ngâm một lúc rồi nói: các con ơi, đời không có gì tuyệt đối đâu. Ta đã tu tập, ta đã thành Phật, nhưng có bốn điều ta vẫn không thể nào làm được. Đó là ta không thể nào thay đổi nhân quả cho một con người. Điều thứ nhất, ai gieo nhân nào phải gặt quả đó. Không ai gieo nhân ác mà ta nhận quả ác thay cho người đó được. Ai gieo những nhân bất thiện, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, bất hiếu, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, cá độ, mất hết tài sản, thì quả báo phải tự lãnh lấy. Không ai mà đắm chìm trong cá độ quốc cấp rồi có Đức Phật đem tiền đến mà chịu thay cho. Ai gieo nhân nào, người đó phải chịu quả. Ta không gánh chịu nhân quả cho ai. Đó là điều thứ nhất mà ta không thể nào làm được. Điều thứ hai ta không thể làm được, đó là Phật Pháp. Ai vào Phật Pháp tu tập chứng ngộ mới cảm nhận, mới đắc được Phật Pháp. Ta không thể nào là cảm ngộ Phật Pháp thay cho ai. Các con muốn hiểu Phật Pháp, các con phải tu tập, phải đi vào thực hành giáo Pháp. Giống như là con người ăn bát canh phải ăn mới nếm được vị canh ngọt, mặn, chua, cay. Chứ cái muỗng canh nó dính chứ nó không có nếm được. Các con muốn hiểu được biển Phật Pháp, các con phải lắng nghe, phải thực hành mới biết được cái giá trị của Phật Pháp. Ta không làm thay cho ai được. Điều thứ ba ta không thể làm được, đó là trí tuệ. Ta không thể cho ai, ai muốn có trí tuệ phải tu tập. Điều thứ tư ta không thể làm được, đó là ta không thể nào độ cho người không có nhân duyên. Người không có nhân duyên không bao giờ có thể nghe được lời ta giảng. Như vậy, Đức Phật nói lên bốn điều Ngài không thể làm được. Thứ nhất, không thể thay đổi được nhân quả cho ai. Thứ hai, Phật Pháp không diễn tả được, phải tự cảm nhận, tu tập để chứng đắc. Thứ ba, ngôi nhà Phật Pháp, trí tuệ không thể cho, muốn có trí tuệ phải tu tập. Thứ tư, người không có nhân duyên, Đức Phật không thể độ. Như vậy Đức Phật rất là siêu tuyệt, nhưng có bốn điều Ngài không thể cho chúng ta. Mà trong đó không thể cho chúng ta trí tuệ. Phật mà còn không thể cho được thì làm sao ai cho được? Vì vậy Đức Phật nói, ai muốn có trí tuệ phải tự mình nghe Pháp, tu tập. Mà người có trí tuệ thì người đó mới có hạnh phúc. Các đệ tử của Đức Phật nghe xong đều bừng tỉnh, nghĩ là giờ cứ đến thắp nhang cầu xin rồi ngày mai sẽ thi đậu. Không học không bao giờ đậu đâu. Thắp nhang cầu xin sẽ giàu. Con người không có làm ăn chân chắn, không có cái sự là gì? Tiết kiệm, không có khoa học trong cách làm ăn, trong cách sống, không có giàu được đâu. Con người muốn nghe Phật Pháp, không có nhân duyên, không nghe Phật Pháp được đâu. Các bạn nhớ đi, hôm nay rất là nhiều người bạn hứa với mình sẽ đi, cuối cùng có mặt đâu, không có duyên.
Chứ đâu tưởng rằng đến đây sẽ được nghe pháp sao? Có người đến đây 10 giờ là hết thời pháp rồi, hết 11 giờ là hết thời qua rồi. Cho nên phải có duyên mới nghe được. Và do vậy, đời con người như giấc mộng. Tất cả chúng ta khi có nhân duyên được tu tập, chúng ta phải hết lòng gieo nhân Phật pháp và tu tập để cuộc sống của chúng ta được gieo mầm trí tuệ, để chúng ta được an vui và hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Như vậy cửa Phật rất là rộng. Ngay trước cái cửa chùa Thiền viện Bồ Đề có dòng chữ cửa từ bi, là cái cửa đó mở rộng cho tất cả mọi người. Cửa Phật tuy rộng nhưng không độ được người vô duyên. Nếu sư giảng đây mà có người cứ ngồi nói chuyện và mắc làm chuyện khác, có nghĩa là ngồi nghe pháp nhưng không ăn nhập gì cái người đó hết. Người đó không có duyên với Phật pháp. Nhưng lát nữa đây á, mà có một cái trò chơi hay có một cái gì mà kích động cái tinh thần là sôi nổi, vọng ngoại, thì cái bạn đó tham gia bỏ ăn, bỏ ngủ. Thế người đó chỉ có duyên với những cái chuyện đó thôi. Còn ngồi yên để nghe pháp đã phải trồng một cái nhân lành rất lớn mới nghe pháp được, chứ không phải đơn giản đâu. Vì vậy Đức Phật mới dạy, trên đời này khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Người thông minh thường là sinh ra mình gieo cái nhân lành từ kiếp sống trước, cho nên sinh ra cái con người có cái chủng tử thông minh là thông minh rồi. Nhưng đó cũng chưa phải là trí tuệ. Có người thông minh do di truyền nữa, cha thông minh, mẹ thông minh, cái gen đó cho con một phần nào. Cũng có thể cái người đó đã gieo cái nhân thông minh ở nhiều kiếp sống cho nên kiếp này thông minh. Nhưng con người trí tuệ phần lớn dựa vào sự tu tập. Cho nên các con chịu tu tập thì tất cả chúng ta đều sẽ có trí tuệ. Đó là một cái tin vui, một cái điều hạnh phúc cho tất cả các con về với khóa tu ươm mầm trí tuệ. Vậy thì bây giờ ươm mầm bằng cách nào? Sư thì nói lên quan điểm chánh kiến, nhưng rồi sư sẽ giải thích, các con phải chú ý lắng nghe. Bây giờ sư nói người muốn ươm mầm trí tuệ thì không bao giờ dành thời gian để hí luận, nói những chuyện sai trái vô ích, dành thời gian giải quyết những vấn đề sai. Người ta thường nói thà là ngồi thảo luận giải quyết, dù là chưa đi đến kết luận nhưng mà mình giải quyết một vấn đề đúng, còn hơn ngồi mấy ngày tranh cãi giải quyết một cái vấn đề mà đưa cái vấn đề đó ra là đã biết sai rồi. Nghĩa là cái chuyện mà biết nó là tà, nó là sai, nó đã là phi lý, chúng ta không cần phải bàn luận, chúng ta chấm dứt ngay. Nghĩa là người trí tuệ không dành thời gian để giải quyết một vấn đề mà chúng ta biết nó là vô lý, nó là sai trái. Có câu chuyện một chàng trai, cái người thông minh ở trên thế giới này, các bạn có biết là người nào thông minh không? Người mà có cái danh sách thông minh trên thế giới đó là người Do Thái các con. Đó, họ, cách sống của họ rất là trí tuệ. Một lần một chàng trai Do Thái đến kiếm một người thầy để hỏi là thầy dạy cho con làm sao sống càng ngày càng có trí tuệ hơn. Thì cái vị thầy này mới nói rằng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, con trả lời được thì ta sẽ nhận con là đệ tử. Câu hỏi rất đơn giản. Có hai người đàn ông leo vào một cái ống khói rồi lại leo ra. Một người leo ra khuôn mặt vẫn sạch sẽ, còn người kia nhem nhuốc và đen đúa. Vậy ai sẽ là người đi rửa mặt? Chàng trai tròn mắt ngạc nhiên, đây mà là câu hỏi sao? Tất nhiên mặt của ai lem luốc thì người đó đi rửa. Tại sao thầy phải hỏi câu này? Nhưng thầy trả lời sai rồi. Người đàn ông cái mặt bẩn á, nhìn sang người kia là mặt sạch, không có dính gì hết, thì nghĩ rằng mặt mình cũng sạch. Cho nên
ông ta sẽ không có đi rửa đâu. À, trong khi cái người mặt sạch nhìn cái người mặt lem luốc kia, tưởng mặt mình lem luốc giống như vậy, cho nên chính cái người mặt sạch lại đi rửa mặt. Nghe chưa nào? À, cái chàng trai nói: "Ôi chao ơi, câu hỏi đó khó thế. Thôi thầy đặt câu hỏi khác đi." Ông thầy lại nói: "À, thôi thì đặt một câu hỏi, ai là người đi rửa mặt lại giống như vậy nữa?" Chàng trai nói: "Dạ thưa thầy, thầy đã vừa nói là cái người mặt sạch nhìn thấy người mặt dơ tự mình đi rửa mặt, sao bây giờ thầy lại hỏi nữa?" Ông thầy nói: "Sai rồi. Bởi vì người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn, nghĩ mặt mình bẩn, đi rửa. Nhưng sau đó người mặt bẩn thấy người mặt sạch mà còn đi rửa, huống chi là mình. Cho nên cái ông mặt bẩn cũng đi rửa mặt luôn. Như vậy hai ông đều đi rửa mặt." Như vậy là cái người học trò vẫn chưa trả lời được. Người học trò mới nói: "Trời ơi, sao mà khó như vậy. Thôi thầy cho con câu hỏi khác đi." Thầy lại hỏi câu đó: "Ai là người đi rửa mặt?" Phải không nào? Người học trò mới trả lời: "Thưa thầy, thầy nói kết cuộc là hai người đều đi rửa mặt, sao bây giờ thầy lại hỏi nữa?" Thầy nói: "Sai rồi, không có ông nào đi rửa hết. Vì người mặt bẩn thấy người mặt sạch, nghĩ mình sạch không đi rửa. Người mặt sạch thấy người mặt bẩn không đi rửa thì việc gì mà anh ta phải rửa. Cho nên hai người cùng không đi rửa mặt." Thế thì người học trò mới nói: "Thầy ơi, sao mà khó hiểu quá, thầy cho con câu hỏi khác đi." À, người thầy mới nói: "Anh lại sai nữa rồi. À, câu hỏi khác làm gì nữa? Cuối cùng là anh đang trả lời một câu hỏi rất là phi lý. Đáng lẽ khi tôi đặt câu hỏi ra, anh sẽ nói rằng: thưa thầy, tại sao hai người cùng chui ra khỏi một ống khói mà một người mặt bẩn mà một người lại mặt sạch? Câu hỏi này hoàn toàn phi lý. Bởi vì nếu chui từ trong ống khói ra thì cả hai người đều phải là mặt bẩn hết mới đúng. Cho nên tại sao lại mất thời gian để trả lời những câu hỏi như thế này? Nếu anh là một cái người mà cứ ngồi trả lời những câu hỏi phi lý, anh không thể là trở thành học trò của ta được đâu." Vậy mà trong cuộc sống hiện giờ, chúng ta đã mất vô số thời gian trên Facebook, iPhone để chúng ta trả lời, lý luận, kể chuyện, đàm thoại những điều vô bổ, câu like những điều vô ích, làm những chuyện mất thời gian và không đem lại một cái sự gì tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng ta. Cho nên để được ươm mầm trí tuệ, các con đừng bao giờ dành thời gian cho những chuyện hí luận, vô nghĩa và phi lý. Bài học đầu tiên, các con phải luôn có chánh kiến và chánh tư duy trong cuộc đời này. Lúc nào cũng vậy hết. Nếu chúng ta sống mà đã mất đi cái tuệ giác, tức là sự suy nghĩ chân chánh, mà cái suy nghĩ chân chánh phải ở trong con người có những cái giờ phút thanh tịnh cho mình. Mình trẻ em nhảy nhót suốt ngày, mình nói rất nhiều, con người đó không thể nào có trí tuệ được. Như chúng ta đều biết, tế lễ là một nghi thức rất đặc trưng của Bà La Môn giáo xứ Ấn Độ. Nhưng mà nhiều bài kinh A Hàm ghi lại những vấn đề hiến tế, cúng súc vật, trâu dê hàng ngàn con. Mình tưởng điều này chỉ xảy ra trong thời cổ đại, mấy ngàn năm trước. Nhưng mà sư vẫn nhớ không lầm, tháng 10 năm 2016, tờ báo The Times of India vẫn nói lên một người phụ nữ ở Varanasi, xứ Ấn Độ, bị tố cáo vì tội giết người. Bà ta bắt cóc một đứa bé 6 tuổi làm lễ tế thần, cầu vận may, bởi vì người ta nói muốn tế thần phải đem một đứa bé mà tế mới linh thiêng. Cho nên bà với hai người con trai đã bắt cóc một đứa bé, tắm rửa sạch sẽ cho nó, xong rồi đem đến trước tượng nữ thần Durga, cắt lưỡi đứa bé dâng lên cho nữ thần, rồi sau đó bóp cổ cho đứa bé đến chết để làm lễ tế thần. Thương tâm hơn nữa là sau đó tờ báo Hindustan Times, báo Ấn Độ, đó chưa nào, đó, một chủ tiệm vàng ở Hyderabad nghe lời khuyên của một tu sĩ kỳ na giáo,
ép con gái 13 tuổi của mình phải nhịn đói 68 ngày. Tại vì người ta nói rằng cái cô con gái 13 tuổi đó nhịn đói 68 ngày thì công việc bán vàng của bà sẽ làm ăn phát đạt. Cho nên đứa bé đáng thương đã chết sau 8 ngày không ăn uống. Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em đã đưa vụ việc này đến cảnh sát, nhưng các tu sĩ Kỳ Na giáo không nhận tội. Họ nói rằng họ không có quyền can thiệp vào vấn đề tôn giáo của họ. Mình tưởng cái chuyện giết người, sát sanh hại vật là cái chuyện cách đây mấy ngàn năm. Vậy mà các con thấy không? Vì những cái điều lòng tham, vì quyền lợi riêng của mình, họ sẵn sàng giết chết những đứa bé để tế thần, bắt con họ nhịn đói để làm ăn phát đạt. Đó là tà kiến. Cũng như các con bây giờ mà đi theo những cái lời xúi dục, xúi bẩy các con làm việc này và khác, mà các con từ bỏ niềm tin trong chánh pháp đối với Tam Bảo, có nghĩa là các con đã đánh mất chính kiến của chính mình. Những người như vậy gọi sao là trí tuệ. Vậy mà sư tiếp cận với giới trẻ được biết rằng các bạn tự đánh mất cuộc đời của mình bằng sự dụ dỗ, bởi lời dụ dỗ của rất nhiều con người về tiền bạc, về đời sống ngày mai không biết về đâu. Nhiều bạn gái đã thất thân đó. Nhiều bạn trai bởi vì nghe lời dụ dỗ của những ngoại đạo tà giáo mà bỏ gia đình ra đi, bất hiếu với mẹ cha và đi tìm một cái nguồn sống xa xôi, một cái niềm tin thiêng liêng nào đó. Những con người đó không có chánh kiến. Cũng như ngay trên xứ Ấn Độ, mới vào năm cúng tháng 12 2016, cái hãng hàng không quốc tế Pakistan đâm sầm vào sườn núi, làm 47 hành khách trong máy bay chết hết. Máy bay Pakistan, về chuyện này ở Pakistan. Rồi sau khi sửa chữa phục hồi cái máy bay ATR-42, trước khi hoạt động trở lại, người ta nói để xả xui phải giết một con dê đen đem ra hiến tế cho máy bay trước khi nó cất cánh. Những cái nhân viên hàng không, hãng hàng không Pakistan giết một con dê đen tế để rồi cất cánh lại xả xui. Đời chúng ta không bao giờ nghe hãy làm điều này điều kia để phát tài phát lộc, le làm điều này điều nọ để thi đậu, nghe làm điều này điều kia để chúng ta được may mắn, mà nó không đúng theo lời Đức Phật dạy, chúng ta không bao giờ làm. Con người trí tuệ không đi theo mê tín dị đoan, và cũng không để cho cha mẹ chúng ta đi trên con đường mê tín dị đoan, có khi hại người, hại vật và hại cuộc sống của chính mình. Và các bạn trẻ nói, con bây giờ làm gì mà nghe những chuyện mê tín? Đời bây giờ là thế kỷ 21, thế kỷ của 40, thông công nghệ truyền thông là 40 rồi, chứ không phải là 1, là 2, là 3 nữa. Quá sức phát triển rồi, cho nên văn minh tiến bộ đó, cho đó là con đường để chúng ta đi theo. Nhưng dưới góc nhìn của Phật Pháp thì văn minh tiến bộ chưa phải là chánh kiến đâu nha các em. Chánh kiến là phải phù hợp với nhân quả và tương ứng với các điều thiện, lợi mình, lợi người, đem an lạc hạnh phúc cho chính chúng ta và tha nhân. Đó mới gọi là chánh kiến. Chánh kiến phải phù hợp với nhân quả, tương ứng với điều thiện, chứ không phải chánh kiến là những cái gì văn minh, những của những công nghệ, thông tin mà đi đến đỉnh cao mà mình cho đó là chánh kiến. Nó vẫn vô số các vấn đề tà kiến và làm tác hại đến đời sống của nhân loại, của con người, của lương tri toàn thể trái đất của chúng ta. Các con nghe rõ chưa? Cho nên các con nếu gọi là ưa mầm trí tuệ, lại có chánh kiến, không dành quá nhiều thời gian vào thế giới ảo, những cuộc tình duyên không lối thoát để rồi phá thai. Bé xíu đã giết người từ trong trứng nước. Người phá thai sao giàu được các con? Vậy mà bây giờ tuổi trẻ Việt Nam đứng đầu có hạng trên thế giới về vấn đề phá thai. Cho nên người Việt Nam mình cứ từ từ đi xuống, tuột dốc. Rồi chiến tranh, rồi nghèo đói, rồi suy sụp trong các chuyện làm ăn và không có hạnh phúc. Đi tìm nguyên nhân đâu xa? Vì tuổi trẻ các con phá thai.
Các con nghe lời sư dạy, cẩn thận, cẩn trọng trong vấn đề hôn nhân. Nam cũng như nữ không bao giờ tán thành việc phá thai, không lao vào thế giới ảo với những cuộc tình không lối thoát, những ngày chơi vô ích làm mất đi đời sống tuổi trẻ, cuộc sống thanh xuân tốt đẹp của chúng ta. Hãy dành thời gian cho ưa mầm trí tuệ, nghe, học, hiểu chánh pháp, vì đó là điều không ai có thể cho chúng ta. Kế đến, sự thành thật là những điều đầu tiên cho cuốn sách trí tuệ. Người miền Trung chúng ta vốn có cái nhân lành, đa số là ngay thẳng, chân thật. Vậy mà bây giờ đánh mất cái đó nhiều lắm. Vì lòng tham, vì tiền, người ta đánh mất đi hạt giống chân thật, trung thủy, trung thẳng. Còn người ta lao vào những cái cách sống gian dối, lọc lừa. Mà những con người mà gian lận không bao giờ có trí tuệ. Con người gian dối không bao giờ có thể có giàu có, hạnh phúc dài lâu. Sư kể một cái câu chuyện có thật. Một buổi sáng kia, đầy nắng, trong một thành phố, một người đi với một người bạn, một người đàn ông đi với một người đàn bạn và hai đứa con, đến mua vé để vào một cái trung tâm vui chơi giải trí. Đi đến quầy vé, người đàn ông hỏi người bán vé rằng vé vào cửa là bao nhiêu. Tôi muốn mua 4 vé cho hai người đàn ông và hai đứa bé. Người bán vé trả lời 30.000 đồng một vé, nhưng chúng tôi đặc biệt miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hai đứa bé đi với ông mấy tuổi? Ông trả lời, thằng lớn của tôi 7 tuổi và đứa nhỏ thì lên 4. Như vậy, ông sẽ bán cho tôi 3 vé 90.000 đồng. Thì người bán vé mới nói rằng, sao ông không nói đứa lớn của ông mới 6 tuổi? Ai mà biết được, mà ông lại là miễn được 30.000 đồng. Ông chỉ có mất 60.000 đồng mà 4 người được vào cổng. 6 tuổi với 7 tuổi, ai mà phân biệt được? Ai mà kiểm tra giấy khai sinh? Nhưng người cha đó lại trả lời, dĩ nhiên tôi có thể nói như vậy, nhưng ông cũng sẽ không bao giờ nhận ra con tôi là 6 tuổi hay 7 tuổi. Nhưng những đứa con tôi thì nó biết. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con về lòng trung thực của tôi với giá 30.000 đồng. Tôi nói nó 6 tuổi, nó biết tôi đã nói dối để lời 30.000, và đó là tôi đã ưa mầm giả dối trong trái tim của nó. Nếu nó vốn là một đứa bé trung thực, nó sẽ coi thường cha nó. Nếu nó vốn có trái tim giả dối, nó sẽ thích cách sống của cha nó. Và khi nó lớn lên, nó còn giả dối hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho nên tôi không bao giờ bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình với giá 30.000 đồng. Và do vậy, hãy bán cho tôi 3 vé. Vậy mà bây giờ người ta làm đủ cách hết. Để mà gì? Để mà miễn thuế, để mà khỏi đóng thuế, khỏi đóng vé, khỏi mua vé, đủ mọi cách để có lời. Các bạn trẻ mà trốn đò lậu thuế, xe buýt không trả tiền, xem phim không mua vé, các bạn cảm thấy đó là thắng lợi. Nhưng mà Đức Phật dạy một con người chân thật, không trốn đò, không lậu thuế, không bao giờ mà tìm cách này cách khác để chen chúc vào, để không mất tiền. Bán đi lòng trung thực mà ngày mai chính vì cái nhân dối trá đó, chúng ta không bao giờ giàu có một cách dài lâu. Các con thấy không? Bây giờ trên mạng truyền thông nè, báo chí nè, biết bao nhiêu con người đang trên đỉnh cao tuột xuống dốc rồi vào tù luôn vì lòng tham. Cho nên là mới hôm qua ở nhà cao cửa rộng, xe hiệu này hiệu kia, chỉ sau một ngày một đêm tất cả đều sung vào công quỹ hết. Bởi vì đó là của cái không làm bằng mồ hôi nước mắt, bằng chánh pháp, chánh nghiệp. Cho nên tất cả sẽ trôi đi. Chúng ta về với khóa tu, chúng ta muốn có mầm trí tuệ, phải nuôi dưỡng lòng trung thực trong cuộc sống.
Cho nên sư không bao giờ quên cái bạn sinh viên nó qua Pháp, tốt nghiệp lại ưu. Vậy mà đến khi mà bạn đi làm đó, người ta không nhận. Tại sao vậy? Hóa ra các cái bộ phận camera, thấy chưa nào, họ đã ghi nhận cô ta không mua vé xe buýt 3 lần. Qua các nước văn minh là không có ai soát vé và cũng không có ai là bắt mình cất túi xách hết, mà tất cả có hệ thống tự động. Thì cô này thấy rằng mình trốn xe buýt có ai biết đâu. Vài ba xu, vài ba sen, ăn thua gì. Nhưng mà cái lòng tham con người ta, ăn cắp được chừng nào tốt chừng đó. Đến khi cô ta đi làm, người ta ra soát lại hồ sơ cá nhân, có 3 lần trốn vé xe buýt bị phạt. Cô nói có 3 lần tôi không mang theo tiền lẻ mà làm gì mà phải ngăn cản tài năng như tôi. Họ trả lời 3 lần bắt được, còn vạn lần không bắt được. Cô là một người gian, chúng tôi không nhận cô vào công ty của chúng tôi. Cái thói quen này chỉ là một cái thói quen, thói xấu nhỏ tôi có thể sửa được kia mà. À không đâu thưa cô, chúng tôi không thể nào nghĩ rằng những cái thói xấu mà tổn hại về mặt đạo đức thì con người dù ưu tú cách mấy cũng làm mất đi niềm tin và mất đi sự ủng hộ trong cơ quan của chúng tôi. Cho nên không bao giờ tôi nhận một người gian tham. Còn trên cái phương diện gì? Phật Pháp, chúng ta gieo các nhân dối trá, cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều bất hạnh và niềm đau trong cuộc đời. Người yêu không chung thủy, con cái bất hiếu và sự giàu có không có đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Cho nên người muốn ươm mầm trí tuệ phải là người có hạt giống chân thật trong trái tim và khối óc của mình. Người thông minh hết thích nói không ngừng, giống như là cái ấm trà. Còn người trí tuệ thì nghe và chú ý lắng nghe. Sư nói cái ấm trà thôi ạ. Cho nên cái người nghe, cái người trí tuệ là tách trà, chế bao nhiêu cũng vào cái tách trà. Còn người thông minh thích nói miết, giống như cái ấm đổ ra miết. Còn các con rất ngoan, sự giảng pháp gần một tiếng đồng hồ các con ngồi yên lặng, các con là những cái tách đón nhận tất cả những hương vị thơm ngon từ ấm trà rót ra cho các con để các con có thể ươm mầm trí tuệ. Con người có trí tuệ phải có lòng hiếu thảo. Bất hiếu không bao giờ hạt giống trí tuệ có thể sinh sôi nảy nở trong trái tim của các con. Cách đây 100 năm, tại một thị trấn xa xôi ở nước Ý, có một người lái buôn rất là khó khăn, phải vay tiền một cái người đàn ông cho vay nặng lãi. Sau một năm phải đến thời hạn trả tiền, nhưng mà cái người lái buôn đó buôn bán thất bại, vẫn chưa có tiền trả. Còn cái người mà cho vay á thì rất là thâm độc, ông ta già nua xấu xí nhưng rất là có nhiều tiền và rất thâm độc. Đến hạn trả tiền mà người thương buôn chưa thu xếp được trả nợ, và biết cái người buôn này có một cô gái rất là xinh đẹp, cho nên cái tên cho vay nặng lãi đó mới ngỏ ý với vị thương nhân rằng thôi đưa đứa con gái đây cho tôi để trừ nợ. Thì chắc chắn là hai cha con này không đồng ý. Ông cho tôi khất nợ, từ từ tôi trả, chứ con tôi mới có 16 tuổi đầu mà gả cho người đàn ông 70 mấy tuổi, làm sao tôi làm được chuyện đó. Cái người thương buôn này nói ông cho tôi khất vài năm rồi tôi sẽ trả số tiền, tôi không ăn quyệt của ông đâu. Nhưng mà cái người cho vay nặng lãi đó đâu có đồng ý. À, nhất định là phải lấy cho được cô con gái 16 tuổi đó để trừ nợ. Thế cứ dùng dằng biết, cái người mắc nợ không đem con gái đến để nạp, mà người cho vay đó thì nhất định là phải đem đến ngay. Cuối cùng ông ta lập ra một cái mưu, anh chưa nào, một trò chơi mà hắn sẽ lợi, công bằng. Hắn nói rằng cái trò chơi này công bằng, bốc thăm. Nếu mà cái người mà đi vay nợ á, mà
thọc tay vào chiếc túi, bốc trúng viên sỏi màu đen, thì phải gả con gái, đem con gái tới nộp. Bốc trúng viên sỏi màu trắng thì sẽ trừ nợ và cũng không bị bắt gả con gái. Nhưng mà không biết là tay bốc vô trúng viên sỏi nào. Bây giờ cái trò chơi đó phải đưa ra. Nhưng mà các con có biết không? Cái tên chủ này nó rất là thông độc. Nó sẽ làm gì? Quá giỏi, nó làm hai viên sỏi màu đen luôn. Bốc đằng nào cũng mất đứa con gái hết. Chưa nào? À, các con rất là thông minh. Nó sẽ làm hai viên sỏi màu đen. Nhưng cô con gái này là một cô con gái rất có hiếu. Cho nên những người con gái, con trai có hiếu lúc nào cũng được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên gia hộ. Tự nhiên cô ta sáng ý ra và biết cách làm như thế nào để cứu cha mình và cứu chính mình. Cô con gái đó mới nói rằng: tôi đồng ý bốc viên sỏi. À, theo phản ứng tự nhiên có ba lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nếu trúng viên sỏi màu đen phải thành vợ của hắn, xóa nợ. Nếu trúng viên sỏi trắng không cần kết hôn mà vẫn xóa nợ. Và thứ ba, nếu cô từ chối không bốc viên nào, cha cô phải vào tù. Thì cô rất là có hiếu với cha, chẳng có nhất định không để cha vào tù, mà nhất định cũng không làm vợ cái lão già tham lam này. Cho nên đứng trước sự khó khăn đó, cô ta đã thành tâm cầu nguyện rằng: con muốn cứu cha con. Và con cũng không muốn chỉ là một cô gái 16 tuổi phải học hành, phải nên người, báo hiếu cha mẹ. Con không muốn mới 16 tuổi lại rớt vào tay một lão già giàu có để làm gì. Và sự cầu nguyện đó mấy đêm, cuối cùng cô ta mới đồng ý đi đến cái nơi mà bốc viên sỏi. Thì cô ta mới nói rằng: không có bốc trong nhà, phải đi ra ngoài đường bốc để có sự chứng minh của trời đất. Nghe chưa nào? Đó. Và chính sự thông minh và lòng hiếu thảo đã cứu được cô ta. Các con biết như thế nào không? Cô ta đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Chưa kịp để cho mọi người nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi xuống cái đường lộ, mà cái lộ ngoài đó là không phải đường trắng nhựa như mình, lộ đầy là các viên sỏi. Cho nên khi rớt xuống một cái, cô nói: ôi trời ơi, cái viên sỏi của tôi đã rớt rồi, tôi thật là vụng về quá. À, thì cái lão già đã mới nói: không sao, rớt viên đó rồi thì bốc cái viên sỏi còn lại trong cái túi này. Nghe chưa nào? Đó. Nhưng mà tất nhiên cái viên sỏi còn lại là phải là màu đen. Đó. Và như vậy viên sỏi cô đã chọn phải là màu trắng, đúng chưa nào? Đó. Cái viên sỏi còn lại là màu đen, cô bốc ra là màu đen. Thì ông bảo là màu đen thì cô phải lấy ta. Nhưng cô nói như vậy là cái viên tôi làm rớt là viên sỏi trắng, cho nên tôi trắng án và tôi cũng không phải lấy ông, và nợ được xóa sạch. Các con thấy cô gái đó có thông minh không? Rất thông minh. Mà bây giờ cái ông già đó, ông nói: ôi cô bắt viên màu đen thì lộ ra chính mình là kẻ lừa bịp. Cho nên ông có dám nói tiếng nào đâu. Bốc cái viên sỏi còn lại là màu đen, cho nên cái viên lúc nãy là màu trắng. Mà nếu mà nói lúc nãy màu đen, chẳng là ông làm hai viên màu đen sao? Vì rất thông minh, cho nên cuối cùng cô ta cứu được cha và xóa được nợ. Thế con người phải có hiếu, lòng cầu nguyện trong trắng, thanh tịnh thì mới được thành tựu. Còn bé mà học đủ thứ thói hư tật xấu, ăn chơi vô độ, chơi game thâu đêm suốt sáng, bồ bịch bất tận, phá thai, những con người đó lúc nào tâm trí bấn loạn, rối ren, và do vậy luôn luôn lao đầu vào trong các cạm bẫy. Các con nghe rõ chưa? Việc xài tiền cũng vậy, các con phải biết tiền không phải của mình. Cha mẹ mình dùng nhiều cũng là mắc nợ. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn trọng trong việc sử dụng đồng tiền. Ở bên Mỹ các con biết, lâu lâu người ta có một ngày không xài tiền. À, nghe chưa nào?
Bên Mỹ mà lâu lâu sẽ có một ngày, hôm nay là ngày không xài tiền. Cha mẹ con cái tất cả không chi tiêu cái gì hết. Lâu lâu có một ngày như vậy để nhắc nhở rằng không chi tiêu vẫn sống hạnh phúc. Còn các con bây giờ lại quan niệm có tiền mới hạnh phúc. Đó là con người không có trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ thấy rằng tiền không đem lại hạnh phúc, mà đạo đức, tình thương, trí tuệ sẽ đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Các con hãy nghe bài pháp hôm nay rất đơn sơ thôi, nhưng nếu các con ghi nhớ, các con sẽ học được rất là điều hay, lẽ phải trong cuộc đời. Và tuy còn bé, đừng quên rằng hãy tập làm lành. Mọi phước báo, hạnh phúc và giàu sang sẽ đến với chúng ta nhờ các công đức lành. Những việc lành rất nhỏ các con vẫn phải làm. Ví dụ, không giết hại những con vật bé nhỏ. Thấy con vật nhỏ là đập chết liền à, bây giờ đừng giết. Thấy việc ác rất nhỏ không làm. Thấy việc thiện nhỏ dù rất nhỏ vẫn làm. Thấy một bà cụ đi qua đường chúng ta dắt sang, nhường ghế trên xe buýt, bố thí vài ngàn đồng trong túi chúng ta, đều là phước lành để mai sau chúng ta được giàu sang và hạnh phúc. Đừng nói đến chuyện cứu sống mạng người. Dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Cái bạn đó bạn nói, thầy bói nào cũng nói con nhìn tướng xấu, ốm o, mặt xanh xao, không bao giờ thi đậu, lớn thì nghèo. Vậy mà sư biết ông con thi đâu đậu đó. Con lớn lên đi làm thì vô cơ quan ngon lành, lương thì cao, mà nhìn cái tướng không phải tướng giàu. À, nếu mà coi tướng là trật liền. Tại sao vậy? Sư ơi, hồi con nhỏ xíu mà con đã từng gì? Cứu người nhảy xuống sông tự tử 2 lần, cứu 2 mạng người. Bây giờ thi đâu thì đậu đó, đi làm có công ăn việc làm ngon lành. Con biết là nhờ hồi nhỏ nghe lời ba má, biết gì? Giúp người cứu người, chứ không ích kỷ cho cá nhân. Vì vậy chúng ta nghe pháp thì hãy biết làm các điều lành, phước báo sẽ đến với chúng ta. Đức Phật cũng dạy con người tu nhân tích đức, đó là nền tảng đi đến hạnh phúc và sự thành công. Đó là nền tảng cho chúng ta có trí tuệ và an vui trong cuộc sống. Nếu ích kỷ, nếu chỉ biết sống cho mình, con người đó rất khổ đau. Cách đây 1 tuần, sư mới giảng bài pháp Nỗi buồn của người chỉ biết thương mình tại khóa tu mùa hè, chùa Đức Hòa, tỉnh Bình Dương, đã được post lên trên mạng truyền thông. Nỗi buồn của người chỉ biết sống cho mình. Các con xem những bài pháp đó để mở rộng trái tim, để chuyển hóa những năng lượng, hạt giống xấu trong tâm mình, để ươm mầm trí tuệ cho hôm nay và ngày mai. Còn rất là nhiều câu chuyện hay sư muốn gửi đến các con để ươm mầm trí tuệ. Phải kiên trì các con ạ. Không có một con đường nào có thể dẫn đến hạnh phúc thành công mà không có sự kiên trì. Không có ai mà nằm ngửa giữa trời mà trái sung rơi vào miệng. Chỉ có những kẻ lười biếng suốt đời sống bằng cái việc mà gọi gì? Mua sự hên xui may rủi bằng đánh số đề, đánh sổ số, thì cái chuyện đó là vô phương, bó tay chấm con. Chúng ta ươm mầm trí tuệ phải học tốt, kiên trì làm các việc lành, làm các công đức lành, để chúng ta tự xác nhận đời sống chúng ta, tương lai của chúng ta nằm trong bàn tay của chính mình. Mình là người chủ tương lai của đất nước. Pháp thoại của chúng ta đến đây là kết thúc.